Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của Thể thao VTV. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những thông tin liên quan tới câu lạc bộ Viettel. Khi đội bóng này chuẩn bị đến với AFC Cup sẽ được khởi tranh trong ít ngày tới đây. Câu lạc bộ Viettel sẽ có trận mở màn gặp câu lạc bộ Young Elephant, được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế. Tuy nhiên, các cầu thủ cũng gặp không ít những khó khăn nhất định trong quá trình chuẩn bị trước giải đấu. Và vào lúc này thì toàn đội vẫn đang nỗ lực để có được một trận ra quân với kết quả đúng như kỳ vọng. Lúc này, câu lạc bộ Viettel dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên BG One đang có sự chuẩn bị tích cực cho trận đấu tới. Ngoài ba cái tên đang phải tập riêng là Kai Quê, Hữu Thắng, Tiến Anh và chưa vắng mặt vì chấn thương của trung vệ Bùi Tiến Dũng, những cầu thủ còn lại đều đang có thể trạng tốt và sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Đến với giải đấu lần này thì toàn đội đã có một quãng thời gian chuẩn bị về thể lực và chuẩn bị rất nhiều về chiến thuật để có thể hy vọng gắn kết được từ những cầu thủ trẻ và những cầu thủ cũ ở lại. Câu lạc bộ Viettel sẽ còn 2 buổi tập nữa để hoàn tất quá trình chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại bảng 1 AFC Cup vào ngày 24 tháng 6 tới. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên BG One trong trận đấu này là câu lạc bộ Young Elephants cũng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn vào bảng đấu của câu lạc bộ Viettel tại AFC Cup thì có thể thấy sẽ là bất ngờ lớn nếu như đại diện của Việt Nam không đi tiếp. Khi chỉ tính riêng dàn ngoại binh thì giá trị của Viettel đã hơn các đối thủ từ Lào, Campuchia và Singapore rồi. Câu lạc bộ Young Elephants là đội bóng mạnh nhất của Lào League, thế nhưng so với câu lạc bộ Viettel toàn những ngôi sao ở tuyển quốc gia hay U23 quốc gia thì thật khó để cạnh tranh. Đối thủ phù hợp với đại diện của Lào có lẽ là Phom Penh Crown từ Campuchia hay Hugang United của Singapore mà thôi. Câu lạc bộ Phom Penh Crown không có phong độ tốt ở giải trong nước khi mới thắng 1 trận sau 7 vòng. Còn đại diện của Singapore có 4 ngoại binh từ Brazil, Croatia và Nhật Bản, nhưng hiện tại thì cũng không có được phong độ tốt. Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Pháp và có chuyến tập huấn ngắn ngày tại đây để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có một cuộc thử lửa tuyệt vời khi được thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ chủ nhà. Đội tuyển đang nằm trong top đầu trên bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm hiện tại. Đây vốn dĩ là một điều chưa từng có trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Sau khi hội quân trở lại vào ngày 30 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã duy trì chế độ tập luyện 2 buổi một ngày để sớm sẵn sàng cho trận giao hữu với đội tuyển Pháp. Thời tiết nắng nóng tại Hà Nội cùng với quá trình chuẩn bị nghiêm túc đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cải thiện đáng kể về sức bền và thể lực. Các bài tập chuyên môn cũng được tăng cường. Tuy nhiên, trước một đối thủ xếp hạng 3 thế giới, toàn đội đã xác định sẽ không có nhiều cơ hội chơi bóng như thường lệ. Chính vì vậy, mong muốn khả dĩ với đội tuyển nữ Việt Nam chính là cải thiện khả năng tranh chấp, qua đó thực hiện các pha phản công ngay khi có thể. Mình thi đấu với những người mà không phải riêng là Philippines không, mà Thái Lan họ đã cũng cao to hơn rất là nhiều rồi. Nên cái điều đấy mình cũng quen dần dần. Bản thân em thì em nghĩ là mình đá đội mạnh thì chủ yếu là mình về chuyên về thể lực hơn. Trước một đội tuyển Pháp ở đẳng cấp thế giới, cơ hội chạm trán hiếm có này mang tới rất nhiều sự hào hứng cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Bên cạnh bài học chuyên môn, giá trị tinh thần cũng rất rõ nét khi giúp các cô gái vàng bớt bơ ngỡ trước khi tham dự đấu trường World Cup 2023. Đội Việt Nam của mình thì chủ yếu là tự tin và sự đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Pháp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Philippines để tham dự AFF Cup. Ngoài những cái tên quen thuộc tại SEA Games 31, giải sẽ có thêm sự cạnh tranh tới từ các cô gái Australia. Đây cũng là một đối thủ có thể hình và thể lực ấn tượng. Chính vì vậy, những trải nghiệm sắp tới tại Pháp hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng để toàn đội hướng tới một kết quả tích cực tại giải đấu sắp tới. Đó là những thông tin của bóng đá trong nước. Còn đối với bóng đá quốc tế, thì thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu vào lúc này đang hết sức sôi động với hàng loạt những thương vụ mua bán đáng chú ý. Trong đó, giải ngoại hạng Anh vừa chia tay hai ngôi sao của Liverpool và câu lạc bộ Chelsea. Câu lạc bộ Liverpool đã đồng ý bán tiền vệ người Nhật Bản Takumi Minamino cho câu lạc bộ Monaco với giá 18 triệu euro, trong đó 3 triệu euro nằm trong điều khoản phụ. Minamino năm nay 27 tuổi, ghi được 14 bàn trong 55 lần ra sân trong màu áo của Liverpool. Cầu thủ này ghi được 7 bàn ở mùa giải trước giúp cho Liverpool giành FA Cup và League Cup. Dù vậy thì Minamino mới chỉ một lần được ra sân từ đầu trong 11 trận có mặt tại ngoại hạng Anh mùa trước. Tiền đạo Romelu Lukaku đã đồng ý trở về Inter Milan từ Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn một mùa giải. Ở mùa hè năm ngoái, chân sút người Bỉ đã tới câu lạc bộ Chelsea
với giá chuyển nhượng kỷ lục của The Blues là 120 triệu đô la. Còn năm nay thì anh lại trở về Serie A với chi phí cho mượn chỉ 8,5 triệu đô la. Chắc hẳn những người hâm mộ quần vợt thế giới không thể nào quên được những cú đánh uy lực, những pha phát bóng sấm sét của cựu số 1 thế giới Serena Williams. Và người hâm mộ cũng đã phải chờ đợi rất lâu, sau khoảng 12 tháng mới được thấy huyền thoại sống của làng banh nỉ trở lại. Và những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên hãy like và subscribe kênh YouTube của Thể thao VTV để không bỏ lỡ những thông tin thể thao mới nhất. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chủ nhân của 23 danh hiệu Grand Slam, nội dung đơn nữ Serena Williams đã trở lại sau khi người hâm mộ được nhìn thấy cô lần gần nhất là tại Wimbledon diễn ra vào hồi năm ngoái. Ở thời điểm đó, cô đã phải bỏ cuộc ngay ở vòng đấu đầu tiên tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm do dính chấn thương. Ở lần trở lại này, cô em nhà Williams đánh cặp với Ons Jabeur tại giải quần vợt Eastbourne International. Cô cùng với người đồng đội của mình đã chơi một trận đấu khó khăn và chỉ có được chiến thắng chung cuộc sau 3 set với các tỷ số 26, 63 và 13-11 ở loạt tiebreak quyết định trước cặp đôi Marie Buskova và Sara Soribes-Tomo. Một trận đấu không hề dễ dàng nhưng cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của một trong những tay vợt nữ xuất sắc nhất kỷ nguyên mở của làng banh nỉ thế giới. Và quan trọng hơn là người hâm mộ đang rất mong chờ sự trở lại của Serena tại Wimbledon tới đây, giải đấu mà cô từng 7 lần vô địch.